Cho phép tôi được hỏi anh chị em một câu. Cái gì là cái quý nhất ở trong cuộc đời của anh chị em? Các ai có câu trả lời không? Tình yêu. Mỗi người sẽ có những câu trả lời khác nhau. Vừa rồi có người nói tình yêu là quý nhất trong cuộc đời này. Có người thì nói rằng không có gì quý hơn độc lập tự do. Rồi có người nói rằng tiền bạc là quý nhất. Rồi sẽ có những người nói rằng sức khỏe là quý nhất, thời giờ là quý nhất. Nhưng mà đối với tôi, cái thứ quý nhất ở trong cuộc đời này đó là sự bình an. Bình an ở trong tâm hồn. Tại sao bình an lại quý vậy anh chị em? Theo tôi thì bình an quý lắm, cho nên Chúa Giêsu mỗi một lần hiện ra với các tông đồ, cái câu đầu tiên mà Ngài nói với các tông đồ là gì anh chị em? Bình an cho anh em. Bình an quý lắm, bởi vì Chúa Giêsu chính là vua bình an và Ngài chính là nguồn gốc của sự bình an. Bình an của Chúa quý lắm, cho nên Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy ban bình an cho anh em không như thế gian ban tặng. Bình an quý lắm, cho nên anh chị em thấy người Do Thái khi họ gặp nhau, họ không có chào giống như là người Mỹ, how you doing, hay là giống người Việt mình, khỏe không, nhưng mà người ta chào nhau bằng câu Shalom, peace. Tâm hồn mà không có bình an thì dù có bạc triệu bạc tỷ ở trong tay thì cũng vô ích. Bởi vì lý do rất đơn giản là khi thiếu sự bình an thì lúc đó mình sẽ không ngủ được, không ăn được và dĩ nhiên không thể nào vui được. Và vì những lý do đó mà cơ thể của mình bắt đầu bị suy sụp. Không phải tôi nói mà là Kinh Thánh nói, sách Châm Ngôn chương 14 câu 30 nói về chuyện này. Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác, nhưng lòng ghen ghét tựa chứng bệnh mục xương. Thấy Kinh Thánh khẳng định rằng tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác. Mà nếu không có bình an thì thể xác không có nguồn sống. Bởi vì bình an nó quý lắm, cho nên nhiều người muốn lấy cắp cái sự bình an đó và chúng ta rất dễ dàng bị mất cắp. Tôi xin đơn cử ra một vài ví dụ để anh chị em nghiệm lại thử xem có phải như vậy không. Mình ra mình nhìn thấy bảng xăng, giá xăng nó tăng lên, tự nhiên mình mất bình an. Nghe tin ở trong hãng xưởng là chuẩn bị có lay off là mình mất bình an. Mình coi tivi, mình nghe tin tức ở dưới phố đập phá, đốt những cái trạm cảnh sát. Rồi cái tình trạng gọi là tấn công người châu Á đang rộ ra ở những tiểu bang nhiều người Việt, nhiều người châu Á, như bên Georgia, như bên San Francisco, bên Orange County. Tự nhiên chúng ta nghe những cái đó là tự nhiên mình mất bình an. Con cái của anh chị em mà nó xin đi chơi, 9 giờ con về, 9 giờ 5 mà chưa thấy nó về, có phải anh chị em mất bình an không? Mất bình an, mất ngủ. Tự nhiên sáng ngày ra tỉnh dậy thấy mình sụt ký, mất cân, mặt mình nó trắng bệch ra là mất bình an. Tự nhiên văn phòng bác sĩ gọi, mới thử máu hôm qua hôm nay lên gấp, mất bình an. Cho nên mình rất là dễ dàng mất cái sự bình an đó anh chị em. Cái câu hỏi mà tôi muốn mời anh chị em suy nghĩ đó là nếu ngày nào cũng bị mất bình an như vậy, mình cứ mất bình an như vậy thì mình phải làm gì? Tôi nghĩ rằng cái sự bình an trong tâm hồn của chúng ta cần phải được lưu giữ lại anh chị em. Phải dự trữ, phải tích lũy, càng nhiều càng tốt để có cái bình an đó xài dần dần. Tại ngày nào cũng mất cho nên mình phải tích lũy. Tích lũy bằng cách nào vậy anh chị em? Thường thì người ta hay tích lũy những cái sự bình an giả tạo ở trên thế gian này. Nhưng mà ít ai để ý đến cái sự bình an thật mà Đức Giêsu Kitô đang sở hữu và Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta nhiều cách để chúng ta có được sự bình an của Ngài. Nhưng tôi thấy rằng có ba cách này là tương đối dễ và mỗi người chúng ta có thể thực hiện được. Thứ nhất đó là lòng kính sợ Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan chương 1 câu 18 nói rằng lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của sự khôn ngoan,
mang lại bình an và sức khỏe dồi dào. Kính sợ Thiên Chúa là cách để mình có được sự bình an của Ngài. Mình kính sợ Thiên Chúa bằng cách nào thưa anh chị em? Mình kính sợ Thiên Chúa là bằng cách là mình nhớ Ngài chính là chủ tể của sự sống. Ngài là tác giả của sự sống và sự chết. Cho nên khi tôi và anh chị em chúng ta tôn trọng sự sống, mình không có khuyến khích người này người kia phá thai, mình không có bầu cho những chính trị gia phá thai, mình không có bỏ tiền ra để ủng hộ cho những cái gọi là cái phong trào phá thai, thì lúc đó là chúng ta có bình an. Còn nếu chúng ta làm ngược lại, chúng ta đi ngược lại luật Chúa, lúc đó sẽ mất bình an. Cái định chế về hôn nhân từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay và muôn đời muôn kiếp, đó là hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, đó là thiên luật, đó là luật của Chúa. Mình không đi ngược lại với luật của Thiên Chúa, đó là kính sợ Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô đã nhắc lại lời ở trong sách Khởi Nguyên: sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Khi vợ chồng trung tín với nhau, khi vợ chồng biết bỏ qua những lỗi lầm của nhau, nhớ lấy cái lời thề hứa là sẽ giữ lòng chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, thì đó là có sự bình an. Mình không đi ngược lại luật của Thiên Chúa, mình biết kính sợ Thiên Chúa. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai mà Thánh Phaolô Tông Đồ nói ở trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, chương 13 câu 11, Ngài nói rằng hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Ăn ở thuận hòa, biết tôn trọng lẫn nhau, kính trên nhường dưới. Con cái trong gia đình biết hiếu thảo với cha mẹ. Anh chị em trong gia đình biết nhường nhịn lẫn nhau. Ở trong dòng tu, bề dưới vâng phục bề trên. Ở trong giáo hội, tất cả mọi người đều tuân giữ những luật lệ của giáo hội. Ở trong giáo xứ, anh chị em tuân giữ những cái luật lệ của giáo xứ ở trong giáo phận này. Ra ngoài đường, chúng ta tuân giữ luật ngoài đường. Đó là cách để chúng ta giữ sự bình an, tích lũy sự bình an trong tâm hồn của chúng ta. Cái cách thứ ba là cầu nguyện, xưng tội, tham dự thánh lễ và rước lễ. Mỗi một buổi tối khi mà gia đình đọc kinh thánh chung với nhau, lần hạt mân côi chung với nhau, là lúc đó mình có Chúa. Là bởi vì Chúa Giêsu đã hứa rằng ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Chúng ta có Chúa là chúng ta có bình an. Gia đình anh chị em đi tham dự thánh lễ chung với nhau. Ở trong thánh lễ này anh chị em thấy có ít nhất là 6-7 lần chúng ta có sự bình an. Khi nghe lời Chúa, Chúa vào trong tâm hồn của anh chị em, khi chúng ta rước lễ là lúc đó chúng ta đang có Chúa ở với mình, thì lúc đó chúng ta sẽ có sự bình an của Chúa. Khi vào trong tòa giải tội là lúc đó chúng ta được Chúa phục hồi cho sự bình an, bởi vì khi tôi và anh chị em chúng ta phạm tội là lúc đó chúng ta đang đánh mất sự bình an. Mình vào trong tòa giải tội, mình xưng thú tội lỗi của mình, bước ra mình thấy nhẹ nhõm, mình thấy tâm hồn của mình nó thanh thản. Đó là dấu chứng của sự bình an của Thiên Chúa đang hiện diện ở trong lòng của chúng ta. Nếu mình tích lũy, mình càng có nhiều của cải bao nhiêu thì mình càng lo sợ, mình càng mất bình an bấy nhiêu. Thì chúng ta hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, giống như Thánh Phaolô Tông Đồ nói, anh em hãy hướng về thượng giới chứ đừng có chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Mình lo cho đời sau của mình bằng cách là rộng rãi chia sẻ cho đi, biết quảng đại đóng góp cho công việc truyền giáo, giúp đỡ cho những người nghèo, cho những công việc của giáo xứ, cho công việc truyền giáo của giáo hội, vân vân và vân vân. Thì lúc đó chúng ta có Chúa ở cùng với chúng ta, bởi vì đâu có tình yêu thương là ở đấy có Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng ta, mở trí chúng ta ra để chúng ta nhận ra được rằng cái sự bình an mà của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta rất là nhiều. Ăn thua là chúng ta có biết đón nhận hay là không. Chúng ta hãy cố gắng làm đủ mọi cách để chúng ta có được sự bình an của Chúa,
để khi lỡ ở thế gian này nó đến nó ăn cắp cái sự bình an của mình thì mình vẫn còn có cái để mà dự trữ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những anh chị em đang mải mê tìm kiếm những cái sự bình an qua tiền bạc, qua danh vọng, qua chức quyền, qua những thú vui xác thịt. Xin Chúa soi sáng cho họ để họ phân biệt được giữa cái sự bình an thật của Chúa Kitô và bình an giả tạo của thế gian này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, kính thưa quý cha, quý tu sĩ, nam nữ, giống như dân Do Thái ngày xưa, người Việt của chúng ta tại hải ngoại, cách riêng là người Công giáo của chúng ta tại Hoa Kỳ này, đã và đang trải qua biết bao nhiêu là những sóng gió, những thăng trầm của cuộc sống, hạnh phúc lẫn đau khổ, vui vẻ và lo lắng buồn phiền quyện lẫn với nhau. Những sự thành công cũng như thất bại, nó bàng bạc ở trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Giống như dân Do Thái ngày xưa, Thiên Chúa đã đưa chúng ta đến cái mảnh đất tràn trề sữa và mật này. Đây là cái mảnh đất trù phú và giàu có thể gọi là nhất hành tinh này. Chúng ta được ăn, chúng ta được hít thở, chúng ta được sống ở tại một cái nơi mà không phải hàng triệu người mà hàng tỷ người trên thế giới này đang ao ước để được đến đây sống dù chỉ là một ngày. Thế nhưng cái câu hỏi đặt ra là liệu tôi và anh chị em chúng ta đã có cái tâm tình cảm tạ tri ân hay chưa? Hay là chúng ta giống như dân Do Thái càm ràm, than thân trách phận, rồi mình nghĩa là cứ tự ti mặc cảm. Trong ba buổi hội thảo ngày hôm nay, sáng mai và chiều mai, tôi sẽ cùng với anh chị em để chúng ta xem lại cái cuộc hành trình 40 năm của chúng ta vừa qua. Chúng ta được gì và chúng ta mất gì? Những cái được và những cái mất mà tôi trình bày với anh chị em trong buổi sáng hôm nay, nó không có cái gì mới lạ cả. Nhưng mà nhiều khi mình quên mất, mình không nhận ra. Và vì thế cho nên đây là cái dịp để chúng ta có thể ngồi lại, để chúng ta suy tư và chúng ta nhận ra được những cái ơn huệ Chúa ban, và chúng ta nhìn thấy những gì chúng ta đã mất. Buổi hôm nay là chỉ có được và mất. Ngày mai tôi sẽ đưa ra những cái lý do tại sao mất, dựa trên lời Chúa, dựa trên những cái kinh nghiệm mục vụ, và dĩ nhiên những cái kinh nghiệm đó nó đến từ anh chị em. Và cái buổi hội thảo ngày mai và buổi chiều ngày mai sẽ là cái đề tài phải làm gì để mình đừng để cho nó mất nữa. Rất đơn giản, hôm nay chúng ta nói với nhau được gì và mất gì. Ngày mai chúng ta sẽ nói với nhau với lý do tại sao mất. Và buổi thứ ba đó là làm gì để khỏi mất nữa. Tất cả những gì chúng ta nói với nhau hôm nay, ngày hôm nay, không có cái mục đích, không có cái ý là để gọi là bêu xấu hay là phê bình chỉ trích. Tôi chỉ đưa ra những cái sự kiện nó có ở trên Internet, nó có ở trên báo chí, và anh chị em cũng đã biết hết rồi. Tôi chỉ xin đưa lên để chứng minh cho anh chị em thấy rằng mình được nhiều và mất rất là nhiều, chứ không phải là được nhiều mà mất chả bao nhiêu. Và ước mong rằng với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ nhận được những cái hồng ân của Chúa. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu cũng yêu mình nhiều lắm. Để rồi chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn. Chúng ta nhìn ra được những cái được, chúng ta thấy những cái mất, và chúng ta quyết tâm đừng để nó mất nữa. Như vậy trong 40 năm sắp tới, năm 41, 42, 43, trong những năm sắp tới, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta được nhiều hơn là mất. Xin mời anh chị em chúng ta thinh lặng để lắng nghe lời Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người
cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Bây giờ tôi xin hỏi anh chị em, trên bình diện xã hội chúng ta được cái gì vậy anh chị em? Chúng ta được cái gì trong 40 năm qua? Anh chị em có thể ngồi tại chỗ giơ tay nói liền cho tôi. Tự do, cái gì nữa cơ? Đây là buổi hội thảo chứ tôi không có giảng nhá. Hội thảo cho nên có cái gọi là cái dialogue nha. Được cái gì cơ? Tự do, rồi gì nữa? No nê. Được gì nữa? Hả? Ăn học đầy đủ. Được gì nữa cơ? Thành công trong vấn đề sự nghiệp. Vâng, còn gì nữa? Có Chúa nữa, ở Việt Nam không có Chúa à? Ồ, được tự do thờ phượng. Dạ, vâng. Được gì nữa cơ? Được quyền con người. Được cái nhân phẩm mình được tôn trọng, đúng không cơ? Cái nhân phẩm của mình được tôn trọng. Rồi còn gì nữa? Tiền. Còn gì nữa? Đúng, cái đó là sự thật thôi. Được gì nữa anh chị em? Con cái đi học không tốn tiền. Đúng. Được gì nữa? Tự do ngôn luận, tự do phát biểu, muốn nói gì thì nói, không sợ công an. Nhưng mà nói thì phải có sách, mách có chứng, chứ không phải nói tầm bậy đâu. Còn được gì nữa anh chị em? Thời giờ. Việt Nam cũng có 24 tiếng qua này, đâu có hơn tiếng nào đâu. Được cái gì anh chị em? Được cái gì nữa? Nhiều người bệnh quá trời là sức khỏe dồi dào, đâu qua này ăn nhiều cholesterol, 3 cao 1 thấp. Biết 3 cao 1 thấp là gì không? Cao máu, cao đường, cao mỡ. Thấp là gì? Thấp khớp. Xin thưa với anh chị em, trên bình diện xã hội chúng ta được vinh dự, chúng ta được nhiều lắm. Theo thống kê mới nhất, ở tại nước Mỹ này chúng ta có trên 4.000 bác sĩ người Việt Nam. Tôi đưa ra những cái sự kiện này để anh chị em thấy, và có những người rất giỏi. Bác sĩ Nguyễn Xuân Nam ở Los được Harvard University công nhận là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ. Người Việt, Nguyễn Xuân Nam. Bác sĩ James Nguyễn, 25 tuổi trở thành bác sĩ, được gọi là thần đồng bác sĩ. Hai chị em sinh đôi Trần Kim Hoàng và Trần Minh Huy nhận cái học bổng tiến sĩ khi mới 18 tuổi. Được vinh dự phải không anh chị em? Tiến sĩ Lữ Phúc Bá làm việc cho cơ quan không gian Hoa Kỳ, gọi tắt là NASA. Một trong bốn người sáng chế ra cái gọi là cái GPS cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng. Bây giờ chúng ta mới được sử dụng, chứ quân đội họ sử dụng lâu lắm rồi. Tiến sĩ Lữ Phúc Bá. Tiện đây tôi hỏi, tại sao cái GPS á, không có tiếng đàn ông mà toàn tiếng phụ nữ như vậy? Anh chị em có để ý chuyện đó không? Biết tại sao không? Có người bảo với tôi rằng nếu mà để giọng đàn ông á, nó nói chừng 10 phút nó nghỉ. Tôi không nói xấu các bà đâu nhá. Đó là tại quý vị hiểu như vậy. Eugene Trịnh Hữu Châu, phi hành gia người Việt Nam đầu tiên tại Mỹ bay lên không gian ở trong phi thuyền con thoi. Người Việt của chúng ta ngoài gọi là Trịnh Hữu Châu này còn có ai là lên cung trăng đầu tiên? Đúng, chú Cuội. James Nguyễn, Andy Võ, Cassidy Võ ở tại California vào Đại học Chapman khi mới 12, 14 và 15 tuổi. 19 tuổi trở thành dược sĩ. Anh chị em có thấy hãnh diện không? Vinh dự. Bây giờ đến vấn đề phát minh. Việt Nam mình là giỏi nhiều thứ lắm. Có ở trong một cuộc thi quốc tế
về thi ai là người anh hùng nhất thế giới. Thì người Hoa đó họ lên trên đó, nghĩa là một người ngồi dưới đó, xong cái rồi có một người lấy kiếm cưa ngang cái đầu, dở cái óc lên cho bà con coi, giám khảo dân Trung Quốc này anh hùng nhất thế giới hạng nhất. Nhật nói đó anh nhắm gì, ông Nhật lên mổ bụng đưa nguyên bộ ruột cho bà con coi, bỏ vô khâu lại tỉnh bơ đi xuống. Ban giám khảo chấm Nhật nhất. Việt Nam nói chưa anh nhắm gì, kéo nguyên xe ba gác vào chơi nguyên trái bom đưa ngay trước á, ngồi xuống hai người lấy cưa cưa. Ban giám khảo mà tao lạy tụi bay, tụi mình lì nhất thế giới. Nói đến bằng phát minh, Võ Đình Tuấn có 32 cái bằng phát minh lớn nhỏ ở trong nước Mỹ này, trong các lĩnh vực về môi trường, sinh học và y học tại Mỹ. Cơ quan phát minh và thương hiệu Hoa Kỳ công nhận ông Tuấn là một trong 4 nhà khoa học gốc châu Á, Thái Bình Dương có phát minh lớn nhất ở tại nước Mỹ này. Ba anh em nhà họ Lê ở tại Dallas, Lê Thành, Lê Đức, Lê Đức Hiển thành lập công ty Luracore Technology, sử dụng kỹ thuật cao chuyên nghiên cứu và chế tạo sản phẩm cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Việt Nam mình có một vị tướng đầu tiên là ai? Lê Xuân Việt, Lương Xuân Việt. Rồi một đại úy lái máy bay F-18 trị giá 35 triệu Mỹ Kim, đó là ai? Người này có họ Phạm với tôi cũng hãnh diện. Elizabeth Phạm ở tại Seattle. Đại tá Lê Bá Hùng, người Việt đầu tiên chỉ huy chiến hạm Lation của Hoa Kỳ với 300 thủy thủ ở dưới quyền về tại Đà Nẵng và được trải thảm đỏ để mà tiếp đón. Betty Nguyễn, Thúy Vũ, Lina Nguyễn là những phóng viên của các đài truyền hình lớn CNN, CBS. Việt Nam mình ở Mỹ này có tỷ phú chưa? 5 tỷ phú người Việt. Tôi chỉ đưa ra những cái sự kiện nhé, tôi không khen ai mà tôi cũng không chê ai nhé. Anh chị em nhớ kỹ giùm tôi chuyện đó, để anh chị em thấy rằng ở trên bình diện xã hội chúng ta có rất nhiều vinh dự. Rồi, ở trên bình diện giáo hội có gì để chúng ta thấy là được anh chị em? Được cái gì cơ? Có dòng đồng công. Rồi được gì nữa? Đúng, có 3 giám mục người Việt của chúng ta. Ở trên bình diện giáo hội, thưa anh chị em, giáo hội Hoa Kỳ, các đức giám mục của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã khen ngợi cái gọi là cái sức sống đạo của người Việt ở tại Hoa Kỳ này. Và cái việc đóng góp trong cái vấn đề phụng vụ trong cái công việc truyền giáo ở tại Hoa Kỳ này, các đức giám mục phải công nhận rằng người Việt của chúng ta đóng một vai trò rất quan trọng. Hiện nay từ dòng kín cho đến dòng hở, cho đến dòng nửa kín nửa hở, đều có các linh mục, các tu sĩ Việt Nam. Có 3 giám mục là Đức Cha Mai Thanh Lương, rồi ai nữa? Chúng ta có Đức ông Trần Ngọc Thụ là thư ký của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chúng ta có ai nữa? Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Hiện tại Ngài đang được ở trong cái process để phong thánh, gọi là Ngài được gọi là tôi tớ của Chúa, Servant of God. Ở trong cái quá trình phong thánh thì là Servant of God, là tôi tớ Chúa, sau đó bắt đầu là tới bậc đáng kính, là Venerable, rồi sau đó tới chân phước, là Blessed, rồi sau đó mới tới hiển thánh. Cho nên Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận của chúng ta đang ở trong là cái process đó. Và Ngài là một trong những nhân vật nổi tiếng ở trên thế giới này, mà nói đến Nguyễn Văn Thuận ai cũng biết Ngài là người Việt Nam. Đó là một cái niềm hãnh diện cho chúng ta anh chị em. Ba giám mục Việt Nam là Đức Cha Dominic Mai Thanh Lương. Rồi Đức giám mục thứ hai là Vicente Nguyễn Mạnh Hiếu ở bên Toronto, Canada. Và Đức giám mục thứ ba đó là Vicente Nguyễn Văn Long
ở bên Úc. Hiện tại ở tại Hoa Kỳ này, ở trên bình diện giáo hội người Việt của chúng ta được vinh dự là bởi vì chúng ta có trên dưới 900 linh mục đang ở trong các dòng tu cũng như ở các địa phận. Rồi chúng ta có nghĩa là 500 tu sĩ, tức là các sơ ở trong các dòng như hồi nãy tôi nói, từ kín tới hở, nghĩa là đều có hết. Rồi chúng ta có những cái giáo xứ tổng nhân được thành lập ở tại Hoa Kỳ này khá nhiều, ngoại trừ California. Các tiểu bang khác hầu như đã có những giáo xứ tổng nhân, giáo xứ của người Việt, và nhất là ở bên Texas, bên Houston hay là Dallas, chúng ta đều có nhà thờ riêng, nhà thờ nào cũng có gọi là giáo xứ được riêng cả. Okay. Rồi ở trên bình diện cá nhân, thưa anh chị em, tức là trên bình diện mỗi gia đình của chúng ta được cái gì? Như hồi nãy anh chị em đã nói, chúng ta được tự do và no ấm hơn, không phải sợ công an hay là cảnh sát. Ở bên này công an, bên này cảnh sát đó là tôi tớ của nhân dân, đầy tớ của nhân dân, mình cần là họ giúp. Rồi, ở tại đất Mỹ này chúng ta được tự do đi lại, muốn sống ở đâu thì sống. Ai muốn mua lại dòng đồng công này, không phải ở trong này, mà mua nhà ở chỗ nào mình ở cũng được hết, không cần phải lo hộ khẩu, hộ khiếc gì hết. Mình được hít thở không khí trong lành, mình được nước uống, thực phẩm an toàn và vệ sinh nhất thế giới. Anh chị em có nhận ra được những cái điều đó không? Bây giờ thì nhận ra, hồi nãy sao không nói? Quên. Đấy, cho nên cái chóp của tôi bây giờ là nhắc cho anh chị em thấy mình được nhiều lắm anh chị em. Mình được nhiều lắm. Rồi, ở nước Mỹ này, xăng, xe cộ rẻ nhất thế giới. Anh chị em có nhận ra điều đó không? Hay là mình xăng mới lên cái, mấy chúa tôi này xăng lại lên. Bao nhiêu than ở bên Việt Nam á, đi vượt biên đem qua đây hết. Xăng của mình ở đây là rẻ nhất, xe của mình cũng vậy, ở đây rẻ nhất thế giới, không có chỗ nào bằng hết á. Rồi, ăn ngon hơn, sung sướng hơn, trắng trẻo hơn, đẹp đẽ hơn, có phải không các bà? Việt Nam làm gì mà có nghĩa là mỹ phẩm mà xoa từ sáng đến tối vậy? Ở Việt Nam là không có người phụ nữ toàn diện. Có ông bé đó và ông thầy cũng hỏi chứ, một người toàn diện là người như thế nào vậy các con? Nó đứng lên, dạ thưa con nghe ba con nói, một người toàn diện là người sáng diện, trưa diện, tối cũng diện. Nhà cao cửa rộng, rồi xe mới, thuyền mới, rồi chúng ta thấy tiền bạc mình nó rủng rỉnh hơn, các bạn ơi. Ở Việt Nam, tôi nhớ ngày xưa đi Việt Nam, cả gia đình đi gọi là qua nhập cư bên Mỹ này, cả nhà có được 100 đô. Bây giờ anh chị em mỗi người trong túi có cỡ chừng 1000 là ít. Không? Tới đại hội thánh mẫu này mà không đem tiền mặt theo thì lấy gì mà ăn? Tôi biết chắc chắn là có nhiều tiền lắm. Đấy, nhá. Chúng ta là những người xài tiền thông minh hơn, mà không phải tôi nói nhá. Mà Chicago Tribune ở báo họ nói là người châu Á nó xài tiền khôn lắm. Chính vì cái sự hiện diện người Việt mà kinh tế Mỹ nó xuống vậy đấy. Anh chị em nghĩ có phải không? Nhà thì trả óp hết, ngân hàng đâu ăn được lời nào đâu. Xe đi ra mua hễ mà không có lời thì là ok, tôi chưa trả góp. Mà hễ mà có chuyện gì cái thôi ta trả hết. Ở Mỹ này là người ta nói là chỉ có một cái vấn đề là người Việt mình phải trả óp, đó là khi mấy anh thanh niên lấy vợ. Không trả óp được, cứ phải payment. Con cái của chúng ta có cơ hội học hành thông minh hơn, có nhiều bằng cấp hơn. Kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ ngày hôm nay có đến hàng vạn, không phải là hàng ngàn. Ngày xưa ở Việt Nam mình có nói là con tôi nó lấy kỹ sư là ngon lắm vậy. Bên này bây giờ kỹ sư nhiều lắm. Mà bây giờ kỹ sư giờ cũng thất nghiệp khiếp lắm. Ở bên này chúng ta ai đi học cũng được hết. 60 tuổi nếu mình muốn đi học vẫn đi học như thường.
không có ai gọi là cản trở chúng ta cả. Cho nên ở bên nước Mỹ này, rồi các ông, các bà, các cụ được hưởng những cái phúc lộc trợ cấp của chính phủ về tài chính, y tế, nhà thương. Ở Việt Nam có ai cho các cụ, các ông, các bà 600-700 tháng không? Sức mê mà có. Cho bạc triệu, ai cho bạc triệu? Triệu là triệu, nghĩa là tính ra đây mấy đô ha. Ở Việt Nam mình y tế, nhà thương, anh chị em có ai mà về Việt Nam đã phải nằm nhà thương chưa? Có ai ở đây về Việt Nam nằm nhà thương chưa? Tôi chưa bị, nhưng mà tôi nghe nói là tôi đã hết, coi như là hết muốn bệnh luôn. Ở bên này chúng ta có được, nghĩa là chữa trị đàng hoàng. Anh chị em không có bảo hiểm, mình vào ở trong bệnh viện, điều đầu tiên họ không hỏi mình tiền, không hỏi gì hết đó. Họ chữa cái đã, sau này rồi đó họ sẽ cho mình trả góp. Nó nhân đạo lắm. Cho nên ở nước Mỹ này chúng ta có được những cái. Rồi ở bên Việt Nam chúng ta thấy mình không có được những cái phương tiện như bên này. Ở bên này mình có công viên, rồi mình có trường học, mình có bệnh viện, mình có lính cứu hỏa, mình có đủ mọi thứ cả. Thế cho nên những cái đó là những cái mà chúng ta cần phải nhận ra, anh chị em. Như hồi nãy có người nói ở bên này tự do đi lễ, đi nhà thờ. Ở bên Việt Nam khi mà đi phỏng vấn ở tại đảo cũng như ở tại tòa đại sứ quán ở Việt Nam, khi gặp phái đoàn, phần lớn nhiều người tôi nghe nói là vô trong đó khai là: thưa, chúng tôi ở bên này bị cấm cách đủ điều hết, cho nên đi lễ nhà thờ không được, cho nên đi qua Mỹ để có tự do hơn. Qua bên này có đi lễ không vậy? Hay là qua bên này nó bắt đầu thần tài nó vật? Ở bên này chúng ta được tự do thờ phượng, anh chị em. Bây giờ chúng ta mất cái gì? Chúa Giêsu nói rằng được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì lợi ích gì? Từ nãy đến giờ chúng ta thấy chúng ta được rất nhiều. Được biết nhiêu, bao nhiêu là những cái gọi là lợi lộc ở trần thế này. Từ thể xác cho đến tinh thần. Từ trong nhà ra tới ngoài đường. Từ trong giáo hội ra tới xã hội, chúng ta đều được rất là nhiều. Thế bây giờ chúng ta mất cái gì? Hồi nãy anh chị em cười rồi. Bây giờ anh chị em sẽ phải nhỏ lệ. Bởi vì khi nói đến mất, thưa anh chị em, chúng ta mất nhiều thứ lắm. Mất cái gì? Chúng ta mất cái gì? Mất mặt. Tiếng Tàu nó gọi là tiêu liệt. Cái mất thứ hai là mất gì? Mất tài, mất tiếng, tiếng tăm mất hết. Cái thứ ba là chúng ta mất hạnh phúc. Cái thứ bốn là chúng ta mất bình an. Và cái thứ năm là chúng ta mất niềm tin. Dĩ nhiên còn nhiều cái mất lắm, nhưng trong cái giới hạn của cái buổi hội thảo này, tôi chỉ xin đưa ra năm cái mất này để anh chị em thấy rằng nó cũng đã đủ cho chúng ta suy nghĩ. Tại hải ngoại này, người Việt, tôi nói chung nhá, Công giáo và cả không Công giáo, chứ không phải riêng gì người không Công giáo hoặc là chỉ riêng người Công giáo. Người có đạo với những không có đạo, tôi chỉ đưa ra những cái sự kiện. Tại sao tôi nói là mất mặt? Trồng cỏ, buôn bán xì ke, ma túy. Cái trồng cỏ là gì không? Marijuana. Một người rất nổi tiếng ở trong cộng đồng người Việt bị bắt và đang phải ngồi tù, trốn thuế, mánh mung, lừa đảo, ăn cắp, ăn trộm. Anh chị em đọc báo, anh chị em thấy nhiều lắm. Mà không phải là những người gọi là không có học hay là túng bấn gì đâu anh chị em. Bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cũng rơi vào trong tình trạng này. Việt Nam mình nói là lương y như từ mẫu, ngày hôm nay lương y như gì ghẻ.
Báo vừa mới đăng có một tay đó bác sĩ rất giỏi về chữa ung thư. Ông ta là người Hồi giáo, người Lebanon. Bệnh nhân vô và như là không có bị ung thư, ông ta cũng cho đi chemo tuốt hết mới bị bắt. Anh chị em thấy có những cái vụ lừa đảo. Có một cái gia đình đó là coi như là vợ Việt chồng Mỹ, cả gia đình đi về Việt Nam, đưa 5 người Việt Nam qua ly dị, bên ly giả về Việt Nam đưa qua, xong rồi bắt làm nô lệ ở trong cái tiệm là cho mướn áo cưới của họ, mới bị bắt. Rồi những người chủ, những người thợ, những người chủ làm những cái gọi là tiệm đinh đó, ở tiệm neo à? Neo với đinh thứ mà. Ăn chặn tiền tip của thợ, bị sở lao động bắt. Còn gì nữa anh chị em? Mất tiếng. Đây là những cái sự kiện có thật đã xảy ra ở tại nước Mỹ này nha. Khai gian với chính phủ để hưởng welfare housing, hưởng trợ cấp y tế. Một người phụ nữ Việt Nam cư dân tại Westminster, California đã bị truy tố 37 tội đại hình về nói dối khi khai gian để xin trợ cấp, 11 tội đại hình về trộm và 2 tội đại hình vì giúp diễn dịch sai lạc. Bà ta nếu bị kết tội sẽ phải thụ cái bản án 48 năm ngồi tù. Rồi còn những cái vụ biểu tình của giáo dân Việt Nam chống báng cha xứ, tôi chỉ đưa ra thôi để anh chị em thấy rằng chúng ta mất nhiều lắm. Những lá thư vu cáo, nặc danh, phỉ báng đưa lên tòa giám mục. Rồi những chuyện mà bắn giết nhau, thanh toán nhau, rồi nhiều cái thảm kịch xảy ra trong các gia đình Công giáo không có thiếu. Vụ này có không nhỉ? Ly dị giả để về Việt Nam, đưa chú nó qua, đưa thím nó qua, đưa cô nó qua, đưa cháu qua. Nó đã xảy ra biết bao nhiêu là những cái thảm kịch ở trong gia đình. Đầu tiên thì giả, rồi sau đó nó thành thật. Nói thì không thành thật, nhưng mà làm ly dị thì nó thành thật. Anh chị em biết ở bên Mỹ này đó, FBI họ biết chứ không phải không biết. Họ cứ để đấy, cứ đợi đấy. Mình cứ tưởng bở. Đến khi mà họ khui ra thì lúc đó là quá trễ rồi. Okay. Và hiện nay số giáo dân Việt Nam của chúng ta xin tiêu hôn ở các tòa án hôn phối các địa phận khá cao. Xem cái chuyện ly dị là cái chuyện mà giải quyết những xung đột ở trong gia đình. Rồi mất gì nữa anh chị em? Mất bình an. Tại sao mất bình an? Anh chị em có thấy là khi mình qua tới bên Mỹ này, mình không được bình an như ngày xưa mà mình ở một ngôi nhà gọi là túp lều tranh hay trái tim vàng không? Ở bên này mất bình an nhiều lắm. Bởi vì 2-3 căn nhà chưa trả xong, rồi người mướn không chịu trả tiền, rồi công việc bấp bênh, rồi thuế nhà cứ tăng, sức khỏe thì sa sút. Tôi có một người quen cũng khá thân. Nó mua nhà xong cái nó lấy cái equity lại mua nhà nữa 2-3 căn. Tôi bảo chứ sao mày không trả off đi 1 căn? Nó bảo chỉ có mấy người đi tu như anh ấy mới phải trả off thôi, còn chúng tôi là tiền phải đẻ ra tiền. Mới năm ngoái lại đầu bạc hết, tóc rụng hết, làm sao vậy? Mày cho mướn nhà mà nó không trả tiền, đuổi ra không được. Mất bình an anh chị em. Rồi nhiều khi mình sống ở tại nước Mỹ này đó, mình cứ so sánh. Vì chồng, vì vợ mình vừa xấu vừa bất tài,
vừa thô lỗ vừa kém cỏi, bày hề dơ giấy, làm nhiều tiền, vân 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 vân. Ra đường thấy vợ người ta, về nhà thấy vợ tu cha cho rồi. Mình sống ở đây, mình mất bình an là bởi vì những cái lý do như vậy đó anh chị em. Và trong gia đình mình có cái ông đó, có bà vợ chạy vô nhà và anh coi dùng cái xe nó nước ở trong máy không à. Ông quay qua ông bảo chứ, trách nhất còn không biết trách mà bảo là có nước ở trong máy, dẹp ra đi. Cái bảo nó không, anh ra anh coi đi. Bảo đâu xe đâu, đưa lên chìa khóa đây, xe đâu, mà cho nó dưới hồ. Không tôn trọng nhau. Rồi nhiều khi mình mất bình an là bởi vì mình cứ đứng núi này mà trông núi nọ. Tại sao con của người ta mà nó học straight A, còn con mình cứ straight B với straight C không à? Con người ta thì nó làm bác sĩ, rồi nó làm là dược sĩ, còn con mình nó đòi làm tu sĩ. Rồi nhiều khi mình cứ nghĩa là đứng núi này trong núi nọ, cho nên mình về mình làm cái sự bình an gia đình nó mất. Người ta qua Mỹ mới có 10 năm nay thôi mà người ta xe mới, nhà mới, cao to như vậy. Còn anh qua đây từ năm 75 cho đến bây giờ, trên răng dưới, khó nói. Chồng người thì Lexus Honda, chồng mình cứ tà tà xe Ford. Mất bình an. Cái mất tới nó là gì anh chị em? Mất gốc. Ngày hôm nay có nhiều gia đình bố mẹ nói tiếng Việt, con thì nghe ú ớ mà nó không hiểu tiếng Việt. Tại vì bố mẹ lo đi dũa, lo đi cày, cho nên không đem con mình tới để học giáo lý, học tiếng Việt. Cho nên nó xảy ra cái tình trạng mất gốc. Tôi có một đứa cháu, nó mới kể cho tôi nghe, nó đi tutor cho một cái, đi phụ, dạy phụ cho một cái gia đình đó. Mới ở Việt Nam qua được 2-3 năm thôi. Nhưng mà mấy đứa con không biết tiếng Việt, mà bố mẹ không biết tiếng Anh. Thế nó mới đau. Thế thì mình làm rồi mai mốt mình làm gì, mình có tiền để mướn thông dịch viên. Cho nên cái này là cái nguy hiểm anh chị em. Anh chị em là những người trẻ, là những người còn con cái của mình. Anh chị em biết đầu tư cho con cái của mình, nó là một cái đầu tư lớn nhất, có lợi nhất, và nó là quan trọng nhất. Anh chị em đừng có nghĩ rằng nghĩa là ồ bây giờ nó người Việt, nó sanh ra là tự động nó biết nói tiếng Việt, về nhà là mình nói nó là nó hiểu. Không có đâu. Phải có trường, có lớp đàng hoàng. Chứ anh chị em mà nếu ngày hôm nay con cái của mình không đem tới để học giáo lý, học Việt ngữ, làm sao nó biết tiếng Việt được? Rồi mai mốt bắt đầu mình than phân trách phận là bảo tại chú, tại sao con mình nó không được như con người ta? Đó là tại mình. Vì không được học giáo lý, vì không mình không chở nó đi đến nhà thờ, cho nên có những tình trạng con cái của mình nó bỏ lễ, bỏ nhà thờ, bỏ đạo nhiều lắm. Còn thậm chí có những gia đình coi cái việc, coi cái việc mà con cái của mình nó học là chính, còn cái việc giữ đạo là phụ. Trước đây ở bên New York tôi có làm việc với người Hoa, có một gia đình đó. Có hai đứa con gái, nó đánh đàn cho nhà thờ rất là giỏi. Đi lễ đàng hoàng, bắt đầu nó lên tới lớp 11, không đi đánh đàn nữa, hỏi bố nó bảo sao vậy? Nó nhiều bài quá cha, để cho nhà nó học. Mà đi lễ chưa? Chưa. Vui vẻ vậy thôi. Có nhiều người coi cái chuyện gọi là học hành thành tài nó quan trọng hơn là vấn đề thành nhân. Anh chị em sanh con, anh chị em giáo dục con cái không phải chỉ có cho nó thành tài, mà nó phải thành nhân, tức là nó phải thành người. Mà nếu anh chị em không đầu tư, không có thời giờ với con cái, mình không gần gũi chúng nó, con cái của anh chị em khó lòng mà thành nhân được. Nó có thể thành tài, nhưng mà cái tài đó nó sẽ là cái đại họa cho anh chị em. Có tài mà không có đức. Mà cho nên cái vấn đề mình khuyến khích con cái của mình học là cái chuyện tốt. Nhưng mà mình cần phải có
cái thời gian để mà dẫn con cái của mình đến với Chúa, để cho nó được học những cái đức. Bởi vì ở trường ngoài, gọi là trường công ngày hôm nay, họ không có quan tâm về vấn đề mà morality, vấn đề đạo đức, luân lý, họ không khe. Thế cho nên anh chị em, nhất là những anh chị em trẻ, anh chị em cố gắng chịu khó để ý. Ngày hôm nay công, gọi là công dung ngôn hạnh tam tòng tứ đức, ngày này coi như là chuyện là vứt sọt rác hết rồi, không còn được coi trọng nữa. Lòng hiếu thảo với cha mẹ cũng bị coi thường. Rồi chúng ta mất cái gì nữa anh chị em? Chúng ta mất niềm tin. Như hồi nãy tôi đã thưa với anh chị em rồi, khi chúng ta đến phỏng vấn, khi chúng ta gặp phái đoàn, chúng ta nói gì? Chúng tôi ở đây bị mất tự do, không có tự do để hành đạo nữa, cho nên tôi ước ao đến nước Mỹ để có thời giờ, để tôi có thể tự do thờ phượng. Nhưng mà qua tới bên này, Chúa không thờ, mình thờ thần tài, mình thờ đô la. Cho nên ai mà cúi đầu xuống mà lạy đô thì đô nó sẽ vật cho, nên mới gọi là đô vật. Đô nó vật, nó không có cái lòng thương xót đâu anh chị em. Khi mình ở Việt Nam mình đi lễ, đi nhà thờ đàng hoàng tử tế lắm, qua tới bên này, này Chúa, này xin lỗi Chúa, này trời nóng quá, đi sợ bệnh, hôm nay trời tuyết, hôm nay trời mưa, rồi hôm nay hãng con nó bắt đi làm. Mình có 1001 lý do mình đưa ra để mình thoái thác cái vấn đề đến để thờ phượng Chúa. Bỏ rước lễ, bỏ xưng tội, chỉ lo làm sao có thật nhiều tiền. Có những trường hợp các em thiếu nhi nó bỏ xưng tội 2-3 năm vô trong tòa giải tội. Tôi hỏi tại sao con lại bỏ 2-3 năm? Bố mẹ con đâu có chở đi đâu. Không chở con mình đi làm sao nó đi được? Đi xưng tội, đi nhà thờ, đọc kinh, nó là những cái nhân đức. Những cái nhân đức nó phải tập. Mà nếu mà nó không tập thì nó sẽ ngãng ra. Anh chị em mai mốt này khi bắt đầu nó lớn 12-13 tuổi được, đừng có hòng mà vào giáo dục nó nữa. Cho nên là những người trẻ, anh chị em có con cái, anh chị em phải chịu khó để ý giáo dục con cái của mình. Mất niềm tin ở cái chỗ là mình cầu nguyện hoài mà không thấy Chúa nhậm lời. Đi coi bói, đi coi thầy, đi coi bà này, bà kia. Ở đây ai đi coi bói, giơ tay tôi coi. Chỉ có mình tôi thôi à? Tôi ngày xưa ở Việt Nam tôi đi coi bói, tôi biết nó nguy hiểm lắm anh chị em. Khi đi coi bói, anh chị em cứ nghĩ đi, những cái lời mà thầy bói nó nói, nó sẽ nằm ở trong đầu này. Tôi có kinh nghiệm đó. Ngày xưa tôi ở Việt Nam, tôi đi coi bói, nó bảo chứ trong tay của mày nó có một cái mụn ruồi ngay đây, có bác sĩ xuống đây dạy, tiến sĩ xuống đây dạy, one by one, mày cũng chỉ có gọi như là học không tới đâu hết. Mà cái lời đó nó nằm ở trong đầu của tôi mười mấy năm trời. Đến khi tôi qua tới bên Mỹ này, tôi đi tu, năm 2006 bề trên bảo tôi là đi học. Tôi kiếm cách thoái thác, tại vì cái lời thầy bói nói tôi là không học được mà. Cho nên tôi nói với lại cha bề trên, bảo thưa cha cho con ở nhà làm tu sĩ. Ông bảo không, thầy phải đi học, kiếm cách thoái thác bởi chứ con học không được. Ông bảo tôi lấy quyền bề trên để bắt thầy đi học. Thầy học 4 năm không được thì 5 năm, 5 năm không được 6 năm, 6 năm được 7 năm, học cho đến khi nào ra trường thì thôi. Anh chị em biết sau đó khi mà tôi tốt nghiệp, tôi cầm cái bằng ra, tôi khóc. Và trong đầu tôi chửi cái thằng thầy bói. Tiên sư cha nó, bao nhiêu năm nay ông không được đi học. Nguy hiểm lắm. Các bà, các ông mà đi coi bói mà thầy bói nói rằng số của anh 2 vợ, số của chị 2 chồng, thì lạy Chúa tôi, vợ mới đau một cái vội vàng kêu cha xứ sức dầu. Bởi vì trong đầu của mình nó in rồi, in trong đầu mình nói mình sẽ có 2 vợ, mình sẽ có 2 chồng. Anh chị em thấy nó nguy hiểm không? Cho nên đừng bao giờ đi. Tiện đây nói vấn đề coi bói,
coi bói nó có hai loại. Một loại thứ nhất đó, là nó chỉ nói láo ăn tiền, tức là nó về tâm lý. Vô chỉ khen là hôm nay chị đẹp quá, rồi da của chị trắng quá, rồi tướng của chị sang quá, thôi nói cái gì mình cũng tin hết. Cái loại đó đó mình chỉ tốn tiền, nó không nguy hiểm bằng cái loại thứ hai, đó là nó dùng quyền lực của ma quỷ để nó khống chế mình. Cái loại này nó rất nguy hiểm, bởi vì nó nói đúng chính xác những cái chuyện ở trong gia đình của mình, ở trong cuộc đời của mình, từ hồi nhỏ cho đến giờ nó nói được hết. Và đó là cái nguy hiểm mà anh chị em phải tránh, bởi vì anh chị em mà đã bước vào trong đó rồi, vừa mất tiền và mất cả linh hồn. Cho nên đừng bao giờ tin vào cái chuyện thầy bói. Người ta nói là mấy thầy bói khi mà nó nói mình xong đó mà không xảy ra đó, mình lại mà sao hồi đó anh nói tôi vậy mới đức năng thắng số. Cái số của anh như vậy, nhưng mà nhờ anh nghĩa là có đức cho bố mẹ anh để đức lại cho anh, cho nên bây giờ anh mới tránh được cái đó. Đường nào nó cũng nói được hết. Cho nên nếu anh chị em mà đã lỡ đi coi bói, đừng đi nữa. Chúng ta càng đi coi bói bao nhiêu thì niềm tin chúng ta vào Chúa càng yếu đi bấy nhiêu. Có người bảo chứ là coi tử vi. Coi tử vi thì tức là nó là khoa học mà cha. Anh chị em nghĩ coi tử vi nó phải khoa học không? Bây giờ mình có hai thằng con, nó chấm tử vi cho mình, nói thằng thứ nhất đó là cái thằng mà mai mốt này nó sẽ hiếu thảo, nó sẽ nghĩa là cung phụng mình. Còn thằng thứ hai nó là thằng phá của. Là cha là mẹ, anh chị em có đối xử công bằng với hai thằng con của mình không? Never. Không có chuyện nó xảy ra. Cho nên đừng bao giờ đi coi bói, chấm tử vi, làm bất cứ cái gì mà mình tin rằng nghĩa là nó sẽ điều khiển cái cuộc sống của mình. Đừng bao giờ nha. Rồi mất niềm tin là bởi vì những cái gương mù gương xấu ở trong hàng ngũ giáo sĩ, nhất là sau cái vụ mà sexual abuse ở tại Boston xảy ra, thì rất nhiều người mất niềm tin. Anh chị em tin vào Chúa hay tin vào những con người đi theo Chúa? Nếu anh chị em tin Chúa thì anh chị em phải biết rằng Chúa không bao giờ làm những cái việc đó. Tin đạo chứ đừng tin người có đạo là như vậy. Mà anh chị em biết cái media ở tại Hoa Kỳ này, nói riêng và trên thế giới này, nó ghét đạo Công giáo của chúng ta lắm, cho nên chuyện bé nó xé ra to. Bao nhiêu là những linh mục, những tu sĩ tốt lành, nó có bao giờ đưa lên trên báo, trên TV để cho người ta thấy không? Không bao giờ. Mà chỉ có một hoặc là hai cá nhân nào đó là nó đưa lên trên, bắt đầu thổi phồng lên, mà nó làm cho nghĩa là rùm beng lên hết. Thế là người ta có cái gọi ấn tượng rằng đạo Công giáo là tất cả những ông cha bà sơ là đều như vậy hết. Anh chị em thấy nó nguy hiểm chỗ đó. Anh chị em biết là nghĩa là tại sao giáo hội Công giáo của chúng ta mà bị nhiều cái thế lực sự ác nó tấn công như vậy không? Bởi vì chỉ có Đức Giáo Hoàng, chỉ có đạo Công giáo nói ra một lời thì mới ảnh hưởng đến toàn thế giới. Còn bây giờ đó, giáo chủ của bên bên đạo Hồi giáo, hay là ở bên Tin lành, hay là bên Chính thống giáo, có tuyên bố gì đấy chăng nữa, không có giá trị. Cho nên nó đánh vào giáo hội Công giáo của chúng ta, bởi vì một lời nói của Đức Giáo Hoàng thôi. Anh chị em thấy, từ khi Đức Giáo Hoàng Francisco nghĩa là làm giáo hoàng cho đến ngày hôm nay, không có ngày nào mà ở trên tin tức mà không đưa đến những tin tức của ngài. Đại La Lạt Ma thỉnh thoảng mới có thôi. Đức Đại Lạt Ma cũng là cái người mà uyên bác, cũng là cái người mà thông thái, nhưng mà họ đâu có khe đâu. Bây giờ chỉ cần Đức Giáo Hoàng nói một câu ly dị là ok, phá thai không sao, trợ tử, cái điều đó làm được là nó hài lòng rồi. Bởi vì nếu Đức Giáo Hoàng nói ra những lời đó thì cả thế giới này nó sẽ bị ảnh hưởng hết. Cho nên chỉ cái giáo hội Công giáo của chúng ta mới có cái chân lý và nắm về cái sự thật. Cho nên anh chị em đừng bao giờ mất niềm tin về những cái chuyện đó. Mất tình, mất nghĩa, mất con cái, mất bạn bè. Tại sao vậy? Ngay chính chúng ta thôi. Có nhiều người nói ở mấy người Việt Nam này phiền lắm, cho nên phải mua lên cái chỗ mà nó xa xa người Việt Nam, ở chỗ Mỹ Trắng ở trên đó, thì mình ở trên đó như vậy đỡ nhiều chuyện. Rồi
mình mua nhà rồi mình mua những cái gọi là những thứ xịn vào, rồi sau đó đó mình mất bạn mất bè hết. Tôi có người bạn mua cái nhà trên núi, nhìn ra view đẹp lắm, nó mời tôi tới nhà làm phép. Tôi tới nhà nó 8 giờ chưa thấy nó về, ngồi ngoài xe chờ 8 rưỡi nó mới về. Vô nhà làm phép xong nó mời ăn, ăn xong cái nó bảo mày nhìn thấy không, cái view này đẹp lắm. Tôi mới quay tôi hỏi chứ mày có bao giờ ngồi để mày nhìn cái view này chưa? Nó bảo chưa. Đi làm từ sáng cho đến tối, giờ đâu mà ngồi mà coi cái view nữa. Hai vợ chồng cãi nhau suốt ngày là bởi vì những cái việc ở trong nhà bụi bặm rồi không có clean up, rồi đi làm về mệt mỏi. Mà hai vợ chồng không có con. Tôi hỏi mua nhà về làm gì, nhà mày mua lớn làm gì? Thỉnh thoảng bạn bè tới có chỗ tiếp, bảo mẹ mày đi làm kiểu này bố đứa nào dám tới. Anh chị em thấy có những cái mà chúng ta mất tình nghĩa, mất bạn bè, rồi cha mẹ ở trong gia đình cũng vậy nữa. Có nhiều khi vì của cải vật chất mà mình mất đi cái tình nghĩa vợ chồng con cái. Tôi biết có những người cha, có những người mẹ khi mà con nó lỡ đụng xe, cái câu đầu tiên mà người bố, người mẹ nó hỏi là cái gì ạ? Xe của tao nó làm sao rồi? Trong khi con của mình không hỏi tới con có bị sao hay là không. Anh chị em để ý một chút, anh chị em sẽ thấy mình mất nhiều thứ lắm. Rồi mình mua cái nhà cho thật to vào, con cái ở mỗi đứa mỗi góc, đứa này thì iPad, đứa kia iPhone, đứa này mỗi người một góc. Mình không còn một cái gọi là mái ấm gia đình nữa. Ở trong cái gia đình đó vậy, vợ chồng với nhau mà phải text anh xuống ăn cơm. Nhà nó rộng quá. Con cái cũng thế, mỗi đứa một góc, về đến nhà chả ai nói chuyện gì với ai hết. Có cái chuyện đó, cái anh chàng đó, anh giận vợ không nói gì hết, chỉ có viết giấy thôi. Mới viết cho vợ nữa: sáng mai bà gọi tôi lúc 6 giờ cái đi làm sớm. Sáng sau ngủ bảnh mắt, 7 giờ mấy giật mình chạy ra ngoài, mở cửa ra thấy vợ đi làm rồi, nhìn trên cái cửa thấy có giấy: 6 giờ rồi dậy đi. Mình mua nhà cho to vào, rồi sau đó mình chửi nhau vì tiền hít quá nhiều, vì tiền điện máy lạnh tháng này tăng. Có những người cha, người mẹ vào trong tòa giải tội, vào trong văn phòng của tôi khóc. Nói bảo: thưa cha, con qua bên này con nhục quá. Bởi vì rửa chén nhiều một chút nó cũng bảo là tốn nước. Ở trong phòng mở máy lạnh nó bảo là tốn điện. Anh chị em thấy là những người con cái trong gia đình, nhiều khi mình vì cái vấn đề vật chất đó mà mình làm mất đi tình nghĩa vợ chồng con cái. Con cái bây giờ nó ở bên này, anh chị em đi làm về để dành tiền cho con đi học đại học. Có nhiều đứa nó đâu cần đâu anh chị em, bởi vì ở bên này nó có thể đi mượn tiền nó học. Mình cứ lo đi làm để mình về mình ki cóp, cho nên nó muốn mua cái gì mình cũng không cho nó mua. Riết rồi hồi cái nó quay ra nó coi mình giống như là một người bùn xỉn. Rồi khi mà vợ chồng ở trong nhà bắt đầu xích mích với nhau vì những cái chuyện nhỏ nhỏ đó, nó thành cái chuyện to. Con cái ở trong gia đình đầy nghiến cha mẹ. Mà có những bà mẹ phải nói là nghĩa là rất đau khổ. Có bà đó, bà vào bà gặp tôi, bà nói là: thưa cha, con chuẩn bị về Việt Nam. Bảo bà mới qua đây hơn năm mà về Việt Nam. Bà bảo: trời ơi, cha biết không, bây giờ tắm nó bảo là bây giờ phải lấy cái xô vào trong nó mở nước ra, xong rồi lấy cái gáo nó dội lên như bên Việt Nam á, chứ tốn nước. Đấy, anh chị em thấy nó có những trường hợp như vậy. Rồi, chúng ta mất cái gì nữa anh chị em? Mất hạnh phúc. Ở trong gia đình, người Việt của chúng ta, số người ly dị tăng khá nhiều. Là bởi vì mình tính toán, mình coi trọng cái đồng tiền, mình coi cái chuyện mà tiền bạc nó là quan trọng hơn là tình nghĩa vợ chồng. Tính toán từng xu. Tôi biết có những người phát tiền cho vợ mỗi một tuần 20 đồng đổ xăng. Nếu ở trong cái hội trường này mà có ông nào hay anh nào mà làm như vậy, xin vui lòng bỏ đi, đừng có keo kiết quá sức. Phát tiền cho vợ
đi chợ rồi nghĩa là đi đổ xăng, trong khi vợ làm về bao nhiêu tiền là ông ấy củ hết vô trong account, cứ để dành. Và ngược lại cũng có các bà cư xử y như vậy với các ông. Tiền mình quản lý hết, chồng ấy là chỉ có phát cho tiền uống cà phê với ăn sáng thôi, đổ xăng thì phải đưa receipt về đây. Có không vậy các ông? Đàn ông qua này xuống giá hả? Có giá bao giờ đâu mà xuống. Anh chị em biết có những trường hợp vì quản lý chặt chẽ tiền quá sức như vậy cho nên đã dẫn đến án mạng. Tôi không nói ra ở đâu, nhưng mà chuyện đó đã xảy ra ở Mỹ này. Tôi là người biết về những cái gia đình đó xảy ra án mạng bởi vì cái chuyện mà tính toán tiền bạc chi ly quá sức. Rồi cái vấn đề mà giúp cho bên ngoại, rồi giúp cho bên nội, bên chồng, bên vợ không công bằng với nhau, nó đã gây ra không biết bao nhiêu là những cái thảm kịch ở trong gia đình Việt Nam của chúng ta. Ok, tắt một lời là trong 40 năm qua chúng ta được rất nhiều, nhưng mà chúng ta mất không phải là ít. Cho nên hy vọng là ngày hôm nay anh chị em chúng ta nhận ra được những cái mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, chúng ta nhận được từ xã hội này, để rồi chúng ta thấy rằng chúng ta phải cảm tạ Chúa nhiều lắm nhé. Xin cảm ơn anh chị em. Chúng con xin được cảm ơn cha rất là nhiều, những bài chia sẻ vừa vui và đầy ý nghĩa. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn cha, và xin quý ông bà và anh chị em một tràng pháo tay thật lớn cho cha Đa Minh của chúng ta. Và giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên hướng về Đức Mẹ để đọc kế hát bài Đức Mẹ, và ngay sau đó cha sẽ ban phép lành cho chúng ta.